Thế cái quy trình mình trồng trọt như thế nào chị? Phát triển cây hương thảo như nào? Ở đây thì cái cây hương thảo này các chị cũng đã áp dụng ở các cái mô hình chăm sóc khác nhau. Cái thứ nhất là cây hương thảo này là cái dòng tinh dầu, nó hấp thu toàn bộ cái ánh sáng mặt trời tự nhiên và nó cho ra được cái dòng tinh dầu nó rất là cao và nó có cái sự cô đặc hơn. Cây hương thảo này chăm sóc thì toàn bộ 100% là chị phải dùng đến phân hữu cơ, không được phép dùng bất kỳ một loại hóa chất nào, kể cả thuốc, kể cả phân bón. Cây hương thảo phát triển tự nhiên như này, nhưng giờ nếu mà chị mà chỉ cần thả một nhúng cái đặc tạo hóa học vào cái là một tuần sau là cây này tự héo và chết. Thế nên là cây hương thảo này là chăm sóc, các chị vẫn thường nói vui với nhau là cây hương thảo là một cái dòng cây mà nó giống như là công chúa ấy. Nó giống như công chúa ấy, chăm sóc đặc biệt, tưới tiêu đặc biệt và cho ăn thì không được để đói mà cũng không được để no. Cho nên là chăm sóc nhiều quá nó cũng sốc nó chết, và cho ăn đói quá nó cũng sốc nó chết. Cho nên là nó giống như một làng công chúa ấy.